ngày hôm nay những thành viên của Lô Hương Nam sẽ tham gia chương trình rút thăm may mắn tại sự kiện của cô chị Kim Kim và các Kiều Logo. Và trước khi Kiều Logo, quý vị có thể dành cho Trương Mai một tràng vỗ tay thật lớn với cô ạ. Và chúng tôi tất cả quý vị rất nhiều. Bây giờ mình bốc giải lớn nhất nha. Giải lớn nhất 7 triệu rưỡi đã xu. Bây giờ bốc lớn này ra. Rồi chơi lớn luôn. Dạ rồi. Không, em còn chút là nhỏ. Rồi yên tâm đi, em còn đến mấy chục giải nữa, ai về người đáng chịu. Giờ giải một con robot lau nhà của Nhật Bản trị giá 7 triệu rưỡi. Dạ rồi. Giải duy nhất luôn. Một giải thưởng cao nhất thú vị nha. Và ngay bây giờ xin mời người đẹp Tâm Thảo sẽ kêu số trong cái lá phiếu này. Số gì đây? Số gì ra? Số gì đi? Số gì đi? Số gì ra? Số gì đi? Số gì ra? Sầu đêm này vàng ngàn đêm nữa thôi. Em chỉ yêu chỉ thương một mình anh. Sao nè? Và trong danh sách báo chí đã check in ngày hôm nay thì chị Ngọc Dũ của báo Thế Giới Văn Hóa đã nhận được robot anh Ngọc Dũ ạ. Em mời anh Ngọc Dũ lên sân khấu được không ạ? Vì muốn thành công thì phải có truyền thông, cho nên là ngày hôm nay các anh chị báo chí đến với chị Kim Chi là kiểu gì có quà luôn. Rồi em mời anh Duy người bạn đại diện truyền thông của chị Kim Chi Official sẽ cùng làm trao tặng món quà này. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Em mời chị lên đây đứng chụp hình kỷ niệm. Dạ. Rồi em xin mời anh Lý Minh Nhật, giám đốc đẳng cấp Digital Doanh Nhân, đơn vị tài trợ đã tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Có chiếc robot Doni đến từ Nhật Bản này. Chiếc robot lau nhà có bộ phận hiện đại nhất của bây giờ ạ. Vỗ tay ạ. Số gì đi mày, gì đi cô, số gì đi cô, gì đi cô, số gì đây, là
ta về vui mê là có phú quốc tiêu trời. Ai mong muốn có lời khi em được đừng là đề sinh. 30 thiên, 30 thiên, 30 thiên. 39 là chị Trang phải không ạ? Và chị Trang thì em đã có ghi nhận là chị đã về rồi cho nên là quà thuộc về người khác ạ. Vâng, xin mời các nhà báo mình về vội nhé. Em còn nhiều quà nhà báo lắm ạ, xin mời. Số gì đi, số gì đi, số gì đi, số gì đi, số gì ra. Số gì này báo qua báo xe qua xe à. Chó qua chó chuyên qua chuyên. Đời chưa biết điều là chỉ con chó. Con 11, con 11, con 11, con 11. Và số 11 xin được chúc mừng phóng viên Kem Trần đến từ báo Đời Sống Văn Hóa. Kem ở đây không ạ? Kem đâu, Kem đâu ạ? Trời ơi, nhan sắc này em học trai học lý nè. Tôi còn đồng
gì đây, số gì đi số gì đi con mắt gì đi số gì đây. Ta yêu nhau, yêu nhau nhất đàng, cầu nhau đăng đàng. Ta thương nhau, tình sâu nghiêng nhất đàng, tình sâu nghiêng nhất đàng. Như đây lùng mình vẫn vừa đang nhớ dòng sông, nơi đất phù sa dài phong hoa lúa mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lõi tổng thức này là Kim Chi đang xài. Và mọi người biết không, khi mà xài cái lõi tổng thức này là chúng ta để vào cái vòi sen, các anh chị mang về và để vào cái vòi sen của mình, và sau đó là các anh chị tắm vào bồn đầu. Nó đặc biệt ở chỗ là làm cho da của mình thật là mịn và từ từ nó sẽ trắng. Bởi vì sao? Nó lọc hết tất cả những cái lo trong nước, những cái chất độc trong nước. Và một cái nữa là tóc chúng ta sẽ không bị rụng nhiều. Nó rất là đặc biệt. Và cái điều mà chị cảm thấy rất là thích cái loại tổng thức này là bởi vì cái lượng nước, cái lượng nước đi ra nó cực kỳ thơm và nó thơm khắp cả cái phòng tắm của mình, là nó lưu giữ trên da của mình rất là lâu. Đó là cái điều đặc biệt của cái loại tổng thức này. Và người Hàn Quốc để mà chia sẻ với người Việt Nam. Và Kim Chi ngày hôm nay thì chị cũng ủng hộ cho chương trình của Kim Chi là 5 cái loại lọc nước, 4 loại lọc nước. Và bây giờ Kim Chi sẽ thay mặt người cô để mà trao tặng đến cho các bạn nam. Xin mời đến sân khấu nhà báo Phương Thảo ạ. À, xin mời
đó của anh Nhân ạ. 27 số gì đi bay, gì đi cô, số gì đi số gì đây. Hai chị châu đất ghế để nuôi sang. 28 cho 28. Xin mời nhà báo Quốc Cương ạ. Xin mời nhà báo Quốc Cương. 22 số gì đi bay, gì đi cô, số gì đi xôn, gì đây ra, xôn gì đây vô đêm, đèn mơ sáng sắc, màu trắng yêu vì sao dối, đầu cô quy năm trường quy, quy 50 là 10. 50, xôn gì đây, xôn gì đây, xôn gì đây ra, là tôi. Thank you.
xin chúc mừng vị huy chương vinh quang thiếu 12. Xin chúc mừng vị huy chương vinh quang thiếu số 1. Xin chúc mừng vị huy chương vinh quang thiếu 27. Xin chúc mừng vị huy chương vinh quang thiếu 41. Xin chúc mừng vị huy chương vinh quang thiếu 19. Xin chúc mừng vị huy chương vinh quang thiếu 31. Và xin chúc mừng vị huy chương vinh quang thiếu 42. Xin chúc mừng vị chủ nhân vinh quang thiếu 23. Và xin chúc mừng vị huy chương vinh quang thiếu 44, 44. Xin chúc mừng vị huy chương vinh quang thiếu 48. Xin chúc mừng vị huy chương vinh quang thiếu số 5. Xin chúc mừng vị nhân lá phiếu 20. Xin chúc mừng vị nhân lá phiếu 21, 11. Xin chúc mừng vị nhân lá phiếu 34. Xin chúc mừng vị nhân lá phiếu 30. Xin chúc mừng vị nhân lá phiếu 45. Tám. Xui quá. Xin chúc mừng vị nhân lá phiếu 16. Xin chúc mừng vị nhân lá phiếu 40. Xin chúc mừng vị nhân lá phiếu 37. Xin chúc mừng vị nhân lá phiếu số 7. Xin chúc mừng vị nhân lá phiếu 39. 16 đâu lên. Xin chúc mừng vị huy chương lá phiếu số 9. Rồi ai có số lên xin chúc mừng vị huy chương lá phiếu 38. Xin chúc mừng vị huy chương lá phiếu 47. Xin chúc mừng vị huy chương lá phiếu 47 và 35. Xin chúc mừng vị huy chương lá phiếu 21. Rồi bao nhiêu rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mới có 12 người thôi mà mình có 25 con chuột vàng. Xin chúc mừng vị huy chương lá phiếu 17. Xin chúc mừng vị huy chương lá phiếu 14. Xin chúc mừng vị huy chương lá phiếu 49. Xin chúc mừng vị huy chương lá phiếu 28. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
diện cho công ty mỹ phẩm Ngọc Dung ạ lên sân khấu. Thay mặt cho công ty mỹ phẩm Ngọc Dung xin trao tặng quà dành cho 20 vị khách hàng, 20 vị khách mời đang có mặt sân khấu lúc này ạ. Quà đến từ Ngọc Dung, mỹ phẩm Ngọc Dung, và một món quà trị giá 500.000 đồng xin được mời chị Ngọc Dung ạ. Rồi, rất là tốt tâm, tốt tâm trúng thưởng cười đúng chiếu. Rồi, cho bạn đi chơi.